Đầu tiên thì em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân cũng như công việc hiện tại của em được không? Xin chào mọi người, em tên là Lân, em là cựu sinh viên của CP12 ở học ở NIT. Hiện tại em đang làm leader sale của công ty nội thất Ben Việt. Thì cái công việc hiện tại của em ấy thì trước đây thì mình đang học lập trình đúng không? Mình cái nguyên nhân gì hoặc cái lý do gì là mình lại chuyển sang cái công việc về sale? Như em thấy thì con người của em nó khá là năng động ấy, mà lập trình thì nó lại là chỉ dành riêng cho bạn nào, tức là chỉ thích ngồi nhiều đúng, đúng không? Rồi, không thích ngồi nhiều. Thế nên là em đã hướng mình sang cái sale marketing để giúp cho mình thoải mái hơn cũng như là phát triển được nhiều hơn khi học lập trình. Thì anh cũng được biết là khi mà trước khi em chuyển sang công ty hiện tại, thì trước đây là khi tốt nghiệp thì mình đã có một thời gian làm sale ở trường rồi đúng không? Giờ thì cái kinh nghiệm làm sale ở trường sau đây bây giờ thì tức là cái kinh nghiệm mang lại có nhiều không, cái nền tảng có nhiều cho công việc tại không? Khi mà mình làm ở trường thì cái kinh nghiệm mà mình nhận được nó cũng khá là nhiều. Mình sang bên này mình tận dụng cũng như là phát huy được ở bên này ở cái mức tối đa nhất, hiệu quả nhất. Thế nên là ở một thời gian ngắn mình đã lên được leader ở công ty này trong bộ phận của phòng marketing. Ok. Vậy thì khi mà cái thời gian lên vị trí mới nó nhanh như thế, em có cảm thấy nó có áp lực gì về chuyên môn hay là về cái khía cạnh khác này? Về chuyên môn thì ở đâu nó cũng có, và cái áp lực thì nó tùy vào từng công ty. Tuy nhiên là về cái kiến thức mà mình đã được học thì mình áp dụng nó vào thì nó mình làm nó cũng rất là đơn giản, không quá nặng nề. Ok. Vậy thì để một cái lời khuyên cho các bạn học viên mà sau này ví dụ cũng như em chẳng hạn học lập trình cảm thấy là nó không năng động đúng không? Tức là không thích ngồi cốt thì muốn lên làm sale, thì theo em là cái lộ trình để khi mình bắt đầu với công việc sale này đến lúc mình làm được thì nó mất nhiều thời gian hay không? Để mà làm được công việc sale này thì các bạn cần phải có một cái nền tảng cơ bản về sale. Về sale này thì khoảng tầm là từ 3 đến 6 tháng các bạn có thể làm ở trên cái mức cơ bản, cũng như là cái mức lương từ khi mà bắt đầu vào khi mà trải qua cái thời gian từ 3 đến 6 tháng ấy, là khi mình ra làm nó sẽ từ 7 triệu cho đến 8 triệu. Đấy là tùy thu nhập cũng như là tùy cái năng lực của mình khi mà mình vào những cái job nào. Ok. Vậy thì bây giờ thì công ty của mình có còn tuyển nhân sự nữa không? Có thể biết đâu thể để giới thiệu được cho một số bạn học viên sang bên này chẳng hạn. Công ty mình hiện tại thì ở trong bộ phận marketing thì đã đủ người rồi. Và có tuyển thì được tuyển kiến trúc sư, cũng như tuyển về một người làm web chuyên nghiệp. Ok. Thì trong thời gian tới nếu có cái công việc nào, cái job nào phù hợp với cả học viên của bên mình thì em có thể là gửi cho thầy. Thầy sẽ hỗ trợ được vấn đề là tuyển chỗ nhân sự cho em.